Theo cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 4 đã giảm cường độ thành áp thấp nhiệt đới và sẽ tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trong ngày hôm nay, mùng 10 tháng 10. Theo đó, vào hồi 1 giờ ngày 10 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 111,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 15 km/h. Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 15 km/h, suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 10 tháng 10, vị trí tâm áp thấp ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông trên khu vực đảo Hải Nam, Trung Quốc. Về tác động của áp thấp nhiệt đới, trong 12 giờ tới, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ gần sáng ngày 10 tháng 10, vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 giật cấp 8 biển động. Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao từ 1 đến 2 mét. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới sóng cao từ 2 đến 3 mét. Từ sáng ngày 10 tháng 10, Vịnh Bắc Bộ sóng cao từ 2 đến 3 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Quay trở lại với thời tiết trên đất liền, mưa lớn những ngày qua khiến nhiều hồ đập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phải điều tiết xả tràn để đón lũ. Theo đó, đúng 8 giờ sáng nay ngày 10 tháng 10, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã tiến hành xả tràn hồ Bộc Nguyên với lưu lượng 10 mét khối trên giây. Thời khắc xả tràn, phóng viên báo Lao động đã có mặt ghi nhận mức nước trong hồ Bộc Nguyên khá lớn. Lúc này, trời vẫn đang đổ mưa. Thông báo một ngày trước đó của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam Hà Tĩnh, đơn vị này linh động điều tiết mức xả tràn ở hồ Bộc Nguyên với lưu lượng từ 10 đến 50 mét khối trên giây. Công ty này đề nghị các địa phương, vùng hạ du chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Cũng theo thông báo, mực nước hồ Bộc Nguyên lúc 7 giờ sáng ngày 9 tháng 10 đạt cao trình 18,44 mét, tương đương dung tích 18,28 triệu mét khối. Trước tình trạng mưa lớn những ngày qua, lượng nước đổ về hồ đập tăng nhanh và theo dự báo thời tiết, những ngày tới trên địa bàn Hà Tĩnh còn có mưa kéo dài. Để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã tiến hành xả tràn điều tiết các hồ Kim Sơn, Tàu Voi, Thượng Sông Chí. Cụ thể, hồ Tàu Voi xả tràn từ lúc 8 giờ ngày 9 tháng 10 với lưu lượng từ 3 đến 10 mét khối trên giây. Hồ Kim Sơn xả tràn từ 15 giờ ngày 8 tháng 10 với lưu lượng qua tràn 5 đến 20 mét khối trên giây. Hồ Thượng Sông Chí xả tràn từ 15 giờ ngày 8 tháng 10 với lưu lượng từ 10 đến 100 mét khối trên giây. Mưa lớn cũng khiến một số hồ đập có dung tích nhỏ trên địa bàn tỉnh tích đầy nước và chảy qua tràn tự do như hồ Họ Võ, hồ Khe Con, hồ Khe Nậy, hồ đập Trạng, hồ Đá Bạc, hồ Cơn Sông, hồ đập Họ, hồ Ma Leng, hồ Nước Vàng ở huyện Hương Khê, hồ Đá Cát, hồ Văn Võ ở huyện Kỳ Anh.